Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 6589 về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình hiện nay, cho phép nới lỏng một số hoạt động. Tuy nhiên, người dân Đà Nẵng không chủ quan lơ là, vẫn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch, đặc biệt tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, người dân Đà Nẵng đã tự giác chấp hành các quy định khi đến những nơi công cộng. Từ các hàng quán ăn uống bán mang về đến khu vực tập thể dục ngoài trời, người dân đều nêu cao ý thức phòng dịch. Mỗi người ý thức được rằng bất cứ sự chủ quan, lơ là nào cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, việc thích ứng linh hoạt trong thời điểm này trước hết là phải bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình. Lúc nào phòng mang khẩu trang ấy, vẫn sắc khuẩn ấy, vẫn như hồi mà có dịch đó, mình vẫn đề phòng. Không có cái chủ quan, cứ cẩn thận, không tập tụ quá đông người, cứ lại đi với giãn cách xa ra cỡ 2 mét. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, ban quản lý các chợ trên địa bàn thành phố cũng đã bố trí giãn cách các quầy hàng, chia tần suất bán hàng cho tiểu thương theo ngày chẵn lẻ. Người dân được cấp giấy đi chợ cũng nghiêm chỉnh chấp hành việc quét mã QR và đảm bảo khoảng cách khi mua hàng. Tại vì chủ trương nhà nước là chống dịch chứ chống giặc, cho nên mọi người dân phải cẩn thận, mình phải chấp hành nghiêm chỉnh tốt để mọi người dân cẩn thận thôi. Tôi thì không chủ quan, tôi bị khẩu trang đầy đủ với gia đình đồng hoàng đi ra đường bị khẩu trang nghiêm chỉnh, tốt chấp hành của nhà nước. Đến nay, dù Đà Nẵng đã từng bước kiểm soát tình hình dịch COVID-19, tuy nhiên, để giữ vững những thành quả đã đạt được, thành phố luôn cần sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân. Tinh thần cộng đồng, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân chính là tuyến phòng thủ vững chắc và lâu bền để thành phố sớm đẩy lùi COVID-19.